thúc tháng 6, tháng của loạt drama về giới siêu giàu. Sang đến tháng 7, màn ảnh Hàn lại tiếp tục chứng kiến màn đổ vỡ của loạt tên tuổi đình đám cùng với những bộ phim thuộc đủ các thể loại khác nhau, từ tình cảm, kinh dị cho đến hành động, trinh thám. Và để biết được những bộ phim Hàn nào sẽ lên sóng vào tháng 7 năm 2021 này, các bạn hãy theo dõi ngay video này của Blog Giải Trí để không bỏ lỡ bạn nhé. 1. Bộ phim The Devil Just. The Devil Just là bộ phim đầu tiên xuất hiện trong danh sách các bộ phim Hàn sắp lên sóng tháng 7 năm 2021. The Devil Just lấy bối cảnh Hàn Quốc ở thời kỳ viễn tưởng, nơi công lý sẽ được thực thi qua một chương trình truyền hình trực tiếp tại phòng xử án. Trong đó cả nước tham gia một phiên tòa. Trong phim thì Kang Yo-han, Ji Sung thủ vai và Jung Sun-a, Kim Min-jung thủ vai lần lượt và hai đối thủ truyền kiếp. Kang Yo-han là một thẩm phán đầy mưu mô, một người nghiêm khắc với những kẻ phạm tội. Còn Jung Sun-a lại là một người đầy quyền lực và uy tín trong xã hội, luôn muốn đối đầu với Kang Yo-han. Ngoài ra, The Devil Just còn có sự xuất hiện của ca sĩ Jin Jong, nhóm God Seven, trong vai một thẩm phán mới vào nghề. Bộ phim sẽ được chính thức lên sóng vào ngày 3 tháng 7 năm 2021. 2. Bộ phim You Are My Spring. You Are My Spring là bộ phim xoay quanh câu chuyện về những người trẻ dù đã bước qua độ tuổi trưởng thành, nhưng mà sâu trong bản thân họ thì vẫn luôn tồn tại những tổn thương lúc còn nhỏ. Nhân vật chính trong bộ phim này là Kang Da-jung, một cô nàng giỏi giang, thành đạt và là quản lý dịch vụ của một khách sạn nổi tiếng. Tuy nhiên, đường tình duyên của Da-jung lại liên tục gặp trắc trở. Mọi chuyện thay đổi cho đến khi Da-jung gặp bác sĩ Ju Jong-du, một người đàn ông ấm áp cũng có rất nhiều tổn thương trong quá khứ. Bộ phim You Are My Spring được phát sóng từ ngày 5 tháng 7 năm 2021. 3. Bộ phim Red Shoes. Bộ phim Red Shoes xoay quanh cô nàng Kim Jae-ma, So Yi-win thủ vai. Một người con gái luôn có mong ước trả thù người mẹ nhẫn tâm của mình, người đã bỏ rơi cha và anh trai ốm yếu của cô để tìm kiếm tình yêu và thành công. Trong phim thì Choi Myung-kyu vào vai Min Hyung-kyung, người mẹ vô tâm của Kim Jae-ma. Sau khi bỏ rơi gia đình, đã đoàn tụ với mối tình đầu. Để biết được kết cục của cặp mẹ con này sẽ đi đến đâu, các bạn hãy nhớ đón xem Red Shoes sắp lên sóng trong tháng 7 này trên kênh KBS bạn nhé. 4. Bộ phim The Wicked Dinner. Bộ phim tiếp theo nằm trong danh sách các bộ phim Hàn lên sóng tháng 7 năm 2021 này mà bạn không nên bỏ lỡ, chính là The Wicked Dinner. Bộ phim có sự tham gia của những cái tên rất là mong đợi như Song Ji-yo và Nam Ji-win. The Wicked Dinner kể về một nhà hàng ma thuật, nên những thực khách phải ăn những món có giá cắt cổ để được hoàn thành một điều ước. Song Ji-yo sẽ vào vai phù thủy Jo-hye-ra, chủ nhà hàng và cũng là người làm ra những món ăn thần kỳ đó. Bộ phim Hàn này dự kiến sẽ được phát sóng vào ngày 16 tháng 7 trên TV. 5. Bộ phim Kingdom Assassin of the North. Kingdom Assassin of the North là phần ngoại truyện của series phim đình đám Kingdom. Trong phần này, bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện về một trong những nhân vật bí ẩn xuất hiện trong phần trước, tên là Assassin, do Jun Ji-hyun thủ vai, người mà nhóm của Thái tử Lee Chang đã gặp phải trên hành trình về phía Bắc để khám phá nguồn gốc của người bị nhiễm bệnh. Assassin phát hiện có một loài cây đặc biệt ở trong rừng có thể cải tử. Cô đã bất chấp mọi nguy hiểm để tìm ra loại thực vật đó với hy vọng cứu sống mẹ của mình. Assassin đã một mình khám phá bí mật của thảm kịch đáng sợ này. Phim sẽ được công chiếu vào ngày 23 tháng 7 năm 2021 trên kênh Netflix. Các bạn hãy nhớ đón xem nha. 6. Bộ phim Blue Birthday. Blue Birthday cũng là cái tên tiếp theo nằm trong top những bộ phim Hàn sắp lên sóng tháng 7 năm 2021. Blue Birthday là một bộ phim kinh dị lãng mạn, giả tưởng, liên quan đến du hành thời gian. Nhân vật chính trong bộ phim này là Oh Ha-rin, Kim Jae-rim thủ vai, đã mất đi mối tình đầu của mình. Ji Jae-sun, Giang Hong-seok thủ vai, sau khi anh tự kết liễu đời mình vào ngày sinh nhật của cô. 10 năm sau khi Seo-jun qua đời, thì Ha-rin đã tìm thấy những bức ảnh của cô và Seo-jun, và Ha-rin đã du hành ngược thời gian để xác định nguyên nhân thực sự khiến Seo-jun qua đời. Để biết được thực hư cái chết của Seo-jun như thế nào và câu chuyện tình của Ha-rin sẽ đi về đâu, thì các bạn hãy nhớ đón xem bộ phim này trên kênh Naver TV từ ngày 23 tháng 7 bạn nhé. 7. Bộ phim Police University. Cái tên cuối cùng trong danh sách các phim Hàn lên sóng tháng 7 năm 2021 này là bộ phim Police University. Police University kể về câu chuyện của các giáo sư và sinh viên tại một học viện cảnh sát danh tiếng. Sau khi một sự cố bất ngờ xảy ra trong khuôn viên của trường, họ phải hợp sức để điều tra. Trong phim thì Cha Tae-hyun thủ vai Ju Dong-man, một giáo sư tại trường đại học cảnh sát, người đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tội phạm. Các học sinh tân binh của Ju Dong-man bao gồm Kang Sun-ho, Jin Jong thủ vai,
và Oh Kang-hee, Crystal thủ vai. Kang Seon-ho là một hacker nhanh nhẹn, thông minh. Oh Kang-hee là sinh viên năm nhất, người đã cố gắng không mệt mỏi để đạt được ước mơ trở thành cảnh sát. Mặc dù mang trong mình một vết thương lòng mà không ai biết, nhưng cô ấy đã thành công và được trường đại học cảnh sát. Với động lực vững chắc của mình, nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt kiên định cùng với thái độ nghiêm túc của Crystal được dự báo sẽ là điểm nhấn của bộ phim này. Trên đây là những bộ phim Hàn sắp lên sóng vào tháng 7. Các bạn hãy nhớ đón xem những bộ phim này và đừng quên chia sẻ với Blog Giải Trí về bộ phim mà bạn ấn tượng nhất trong bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của Blog Giải Trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.